Cô còn thiếu một bạn. Còn bạn Duyên đúng không? Nhưng mà cô nghe là bạn Duyên hình như là không học nữa. Dạ không học Rồi. cô. Sao con? Thế bạn nào? À bạn Thế bạn Thịnh hả? Thịnh. Phạm Nhiên, Gia Bảo, Sơn, Thịnh. À, thiếu bạn Thịnh. Không sao ha, cứ đúng giờ thì mình học thôi. Thịnh hôm nay vô trễ thì bạn lát bạn vô sau. Không sao. Đợi cô Trang một xíu. Rồi các bạn có thấy màn hình chưa? Rồi mình học ha. Đầu tiên thì cô sẽ cho các bạn làm bài kiểm tra đầu giờ. Chỉ là kiểm tra những cái từ vựng cũ thôi. Cô mời bạn nào thì bạn đó lên tiếng nha. Câu thứ nhất, dây nhảy dây là từ gì? Cô mời Quỳnh. Dạ là rồi. Cái nào con chọn đáp án thứ mấy? Dạ cho tree. Ok, you choose three. Correct. Chính xác ha. Câu thứ hai, cô mời Sơn. Sơn ơi, Yes. cô gọi Sơn lần thứ ba không không lên tiếng là cô đánh vắng nha. Yes. Rồi, ok, yes. Rồi, con chọn cái nào? What do you Three. choose? Ok, three. Correct. Cô mời Hạo Nhiên. Câu thứ tư, à câu thứ ba. Con là câu 4 con học What do you con choose? đi đâu. Con số 3 Okay, three. That's Sơn ơi, Sơn thắc mắc rồi. right. Rồi, cô mời bạn Bảo. Bảo ơi. Number 3. Yes, number three. Number three nhiều quá ha. Oh, hình như có hai đáp án là number three hả ta? Rồi, tiếp theo cô mời Quỳnh. Dạ con chọn kite. Kite. Kite, you choose two. That's right. Dễ ha, mấy từ này hôm qua mình học hết rồi, dễ quá chừng. And the number six, cô mời Sơn. Frog. What? One, two, three, Frog. Four. Frog. You choose bike. Frog. Space. Từ này đọc là space mà con, hôm qua mình luyện đọc từ này rồi. Space. And cô mời Hạo Nhiên. Hồi nãy dạ cô là cô 4 cô. Yes, number four, face. Sai thế, bạn phải trả lời lại cái thế. Không, ôi nãy là không dám vũ trụ mà. Có biết cách chơi này á? Oh, wait. Chơi nữa. Wait a minute. Somebody turn on your turn on your micro, and I hear you and everywhere you say. Rồi cô, con okay. Chơi cô. Cô bấm cái. Rồi xe đạp cô mời. Lớp ơi, tắt mic cho cô nè. Tắt mic cho cô. Thời gian này, có thấy thời gian của mình đang hết không? Cô mời bạn tiếp theo, bạn Bảo. Xe đạp mình chọn cái nào? Bye. Oh, bye. Tại sao ở đây nó bị trùng đáp án nhỉ? Cô Trang đâu có chọn trùng đáp án của ta.
Rồi, kiểm tra rồi giờ chỉ có nhiêu đó từ thôi, chỉ có 7 7 từ vựng mới thôi. Giờ học bài tiếp nè. Kỳ trước là lớp mình Quỳnh là đang là 5 điểm cộng nè. Cân có đọc lại không? Quỳnh 5 điểm, Bảo, Thịnh 4 điểm, Sơn 3 điểm, Hạo Nhiên 2 điểm. Hôm nay bạn nào muốn là người chọn chơi trò chơi nha? Con cô. Rồi, Quỳnh. Vẫn là Quỳnh muốn hả? Hạo Nhiên cố gắng lên nha con. Do your best nha. Rồi, tất cả bật camera lên. Sao hôm nay phải đợi cô Trang nhắc bật camera nhỉ? Ok, Gia Bảo rồi, Quỳnh rồi, bạn Thịnh và Hạo Nhiên camera đâu? Chà, Quỳnh bữa nay có cái nơ trên đầu xinh quá ta. Con hư cô. Sao mà camera hư? Hôm qua mình vẫn học được mà. USB bị khúc ra cô. Vậy hả? Rồi còn bạn Thịnh, Thịnh ơi. Cô gọi bạn Thịnh 3 lần nếu mà không lên tiếng là cô đánh vắng nha. Thịnh. Rồi Thịnh có trong lớp nhưng mà không có tham gia ha. Rồi, vắng. Rồi lớp ơi, học tiếp nè. Cả lớp nhìn vào đây cho cô. Hôm bữa là mình đã học cái bài hát này rồi, mình đã đọc cái bài về này rồi. Bây giờ mình qua bài số 3. Read and read the chant again. Đọc lại cái bài này. Circle the words from one. Ok. Rồi, cả lớp nè, yêu cầu của bài số 3 là yêu cầu mình khoanh lại những từ vựng. Khoanh lại những từ vựng ở trên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khoanh lại 8 từ vựng ở trên này trong cái bài về này. Cả lớp mình, thí dụ như ở đây có từ kite, là từ mình mới học ở phía trên, thì mình khoanh tròn vào. Rồi tiếp tục, ở đây có từ. Rồi cô mời từng bạn làm đi ha. Cô mời Hạo Nhiên. Hạo Nhiên ơi. Yes. Ok, let's play together. Me let's and play. You let's. Có từ mới nào không? À, có từ mới nào không? Cái câu này có từ mới nào không? Dạ ông cô, dạ ông cô. Rồi, dạ, yeah. Qua câu tiếp theo. I have a kite. Có từ mới nào không, Hạo Nhiên? Dạ ông cô. I have a kite. Từ mới ở đây là từ nào? Đây nè. Cô là mới là từ kite. À, từ kite. Cho nên mình khoanh vào cái chữ kite này. Rồi, câu tiếp theo. And a jump rope too. Cô mời bạn Quỳnh. Ở trong câu này từ mới học, từ mới mà mình vừa được học là từ gì nhỉ con? Để chữ từ gì? Chữ này con đọc là gì? Đọc là gì nhỉ? No. Rope. 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 Pờ, phát âm âm đuôi là âm pờ mà Quỳnh. Rope. Đọc lại. Rope. Ừ, rope. Đúng rồi, rope. Không có cần phải bờ hình nặng như vậy ha, bờ gió thôi. Rope. Rồi, rope. Câu tiếp theo. I have a cube. Cô mời bạn Bảo. Cô có từ cube. Chính xác, cube có nghĩa là gì con? Có là cube. À, đúng rồi, khối lập phương. And a toy from space. Cô mời Thịnh. Rồi, Thịnh out lớp. Vắng bữa nay luôn, không biết lý do gì hết. Ok, space. Cô mời bạn Hạo Nhiên. À không, cô mời Sơn đi. Hạo Nhiên mời rồi mà, Sơn. Sơn ơi. Yes. Sao cô gọi con tới lần thứ hai mới trả lời nhỉ? Rồi, con đọc cho cô nè. And a toy from space. Có từ mới nào trong câu này? Có. Bay là vũ trụ. À, đúng rồi. Trong câu này có từ space là từ mới.
New vocabulary là từ vũ trụ ha. Rồi, câu cuối cùng. Cô mời Sơn tiếp tục luôn. Look, it has a purple face. Từ mới ở đây là face. Yeah, face. What does this mean? What does this mean? Nó có nghĩa là gì? Face. Gương mặt. À, đúng rồi, gương mặt. Tiếp tục ha, qua bài số 3. Read, qua bài thứ 4 chứ. Complete the word. Listen and check. Cái này thì dễ rồi. À, không cần tới phải nghe luôn. Bây giờ mình chỉ cần điền những cái từ thiếu vào đây thôi. Rồi, từ số 1 người ta đã điền mẫu cho mình rồi. Có chữ K, có chữ T. Người ta bỏ chấm hai chữ này. Và mình nhìn trên cái hình ở trên này. À, mình nhìn trên cái hình mà người ta minh họa thế này. Rồi mình sẽ điền vô thôi. Rồi, bạn nào vừa mới nói điền hết rồi nhỉ? Cô mời bạn làm đầu tiên nè. Quỳnh, rồi mời Quỳnh. Yeah. Yes. Okay. The number two. Okay, con sẽ đọc chữ cái. Yes, con sẽ đọc chữ cái mà con điền vào. A and. A and. And gì? And là và đó. Và gì nữa? Chỗ này là chữ gì con? Chữ E. À, chữ E mình đọc tiếng Anh mình đọc sao? Dạ là wow, chữ E không biết đọc tiếng Anh hả Quỳnh? Rồi, để làm mẫu ha. Bây giờ Quỳnh đánh vần cho cô chữ này nè, đánh vần bằng tiếng Anh. K K gì nữa? Bảo sao tắt camera? Quỳnh ơi, đọc tiếp cho cô. K gì nữa? K là tới Z. Chữ này không phải là Z. Con diều làm gì có chữ Z trong đó? Chữ này là gì nhờ Quỳnh? Chữ này là chữ Y ngắn. Y ngắn đọc sao con? Sao Quỳnh? Y ngắn đọc sao? Y ngắn, cái này y ngắn chứ đâu phải là chữ Z đâu con. Chữ y ngắn trong tiếng Anh mình đọc sao? Chữ ai? Mình đọc là ai? À, chữ ai sao mà học lớp 4 rồi mà không thuộc hả? Lại nào, K, I. K I gì nữa? Gì nữa con? Chữ tờ tiếng Anh đọc sao nhỉ? Quỳnh chưa thuộc hả con? Quỳnh thuộc alphabet chưa? Con thuộc alphabet chưa? Con không thuộc alphabet sao con đọc được nhỉ? Rồi cô mời. Rồi, sau ngày hôm nay cô sẽ giao bài về nhà riêng cho Quỳnh nè. Rồi cô mời Sơn, thấy Sơn đang giơ tay nè. Yes. Yes, con có thể đánh vần cái từ này cho cô không? Can you spell the word? K K I T E. Yes, that's right. K I T E and the number 2. Đánh vần luôn Sơn. F A E. What? F A N. Từ này là từ gì con? F A C E. Yeah, that's good. F A C E. Face. Con đọc luôn từ face cho cô nào. Face. Xì ra face. Face. Okay. And then number 3, cô mời Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, cô gọi ba lần mà không trả lời là đánh vắng nha. Three stone. 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 Can you spell the words? S-T-O-N-E. Yeah, O, not O nha. S-T-O-N-E. Stone.
Rồi, à, Hạo Nhiên nói tiếp cho cô từ số 5. Bike. 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 B-I-K-E. Yes. B-I-K-E. Bike. Bike. Có nghe âm khờ của cô không? Bike. Rồi, à, từ số 4 cô mời bạn Bảo. Space. Can you spell the words? Con có thể đánh vần không? S-P-A-C-E. Yeah, that's good. S-P-A-C-E. Space. Đọc lại nào. Space. Space. Yeah, that's right. And the number 6, cô mời bạn Quỳnh. Quỳnh ơi. Yeah. Từ này đọc là gì con? Rope. Rope. Âm bờ. Rope. Rope. À, rồi đánh vần cho cô. Chữ R đọc sao Quỳnh? Bạn chữ cái alphabet chữ R đọc sao? R. R. Rồi, tiếp tới là chữ gì con? O. Oh, that's good. O. Và chữ này chữ gì? P. P. Chữ cuối cùng? E. E. Yeah, that's right. E. E. Quên. Yeah, đúng rồi. Rồi, đánh vần lại nguyên cho cô cái từ này nào. R-O-P-E. R-O-P-E. Gì dạ, con đánh vần gì sai hết trơn rồi. R-O-P-E. Bro. Đánh vần. Spell. R. R. O. P. E. E. Yeah, tự con đánh vần lại một lần nữa. Nãy giờ từ này cô Trang đọc là gì nhờ Quỳnh? Cô Trang chỉ rồi. A là chữ A nhưng cong lưỡi lên. A. Không phải là O mà là A. A, A, cong lưỡi lên con. A. Ờ đúng rồi. O. P. E. Rope. Rope. Bờ đâu? Rope. Rope. Ok. Rồi qua bài tiếp theo nào. Lesson 5. Bài số 5. À, bài này sẽ là luyện về kỹ năng nghe ha. Rồi đợi cô xíu. Bài này học rồi. Ui, cái này bạn chưa có ghi ra hả? Quỳnh ơi, tắt mic cho cô nào. Hạo Nhiên sao giơ tay vậy? À Thịnh ơi, cô thấy Thịnh vô lớp lại rồi nè, bật mic lên trả lời cô Trang nè. Thịnh ơi. Trong lớp mà không bật mic lên trả lời là cô không tính là có trong lớp đâu nha. Thịnh bật mic lên Thịnh ơi. Không bật được, tại vì cái la bị hư. Rồi, ok. Vậy từ bây giờ cô trả cô nói Thịnh cái gì, cô hỏi Thịnh cái gì thì con bấm vào bot chat cho cô nhé. Rồi, ok. Đợi xíu.
A space. Listening 23. Listen and point. Nghe nhá. Bài số bài nghe thứ 23. Listen and point. Nghe và chọn. Nghe và chỉ. Play the guitar. Play the guitar. Play the guitar có nghĩa là gì? Cô mời bạn Hạo Nhiên. Dạ, cô là chơi đàn guitar cô. Play the guitar. Rồi con có thể repeat lại không? Lặp lại. Hạo Nhiên. Sao bạn Hạo Nhiên cô cứ gọi tới lần thứ hai, lần thứ ba mới trả lời vậy? Bật mic lên cho cô nào. Hạo Nhiên. Mới trả lời xong rồi đi đâu vậy con? Hay là nghe cô nói mà không trả lời con? Dạ cô, có ai gọi mà nội con á, nên là con đưa cho mà nội con á. À vậy hả? Rồi mấy mốt cô gọi là con nhớ phải trả lời liền nha. Tại vì bình dạ. Thường cô gọi Hạo Nhiên cũng hay tới lần thứ hai, thứ ba mới trả lời. Dạ. Rồi Hạo Nhiên, can you repeat that? Play guitar. Đấy. Play gì? Play cái gì mà guitar con? Play the guitar. Okay, play the guitar. Ủa, đợi cô xíu, cái này nó bị một cái gì đây? Rồi, okay. Play the guitar. Cô mời Quỳnh lặp lại. Dạ, play guitar. Từ này đọc là gì con? Hả? Phải không? The. Okay. The. Okay. Quỳnh đọc lại cho cô. Play the guitar. Play the guitar. Mình không đọc là guitar. Cái âm A này mình không có đọc là A nha Quỳnh. Mình đọc là Play the guitar. Play the guitar. Okay. À, rồi cô mời Sơn lặp lại nào. Play the guitar. Yes. Mời Bảo. Play the guitar. Rồi, tiếp theo từ thứ hai, nghe nhé. Shop. Shop. Cô nghe con nói cho cô. Cô nghe Thịnh nói rồi nè. Hạo Nhiên. Dạ. Cô nghe Thịnh nói rồi. Rồi, vậy Thịnh nhắc lại cho cô từ play the guitar nào. Play the guitar. Okay. Và từ thứ hai vừa nãy người ta mới nói. Thịnh nghe được không? Yeah, that's right. Shop. Shop có nghĩa là gì nhỉ? Dạ đi mua sắm. Shop có nghĩa là mua sắm. Danh từ của nó có nghĩa là cửa hàng. Nếu như mà mình muốn chỉ là mua sắm, đi mua sắm thì mình phải dùng là shopping. Mình dùng là shopping nhé. Rồi, cô mời một bạn lặp lại từ đó. Mời Bảo. Shop. Dạ, yeah, shop. Cái âm S, âm S với âm H này mình đọc là S nặng nhé. Shop. Shop. Rồi mời bạn thứ hai, bạn Sơn. Shop. Dạ, yeah, shop. Cô mời bạn Quỳnh. Shop. Mời Hạo Nhiên. Shop. Dạ, yeah, shop. Nhớ nha, shop này có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, đi mua sắm. Nghĩa thứ hai là cửa hàng. Cả lớp nhớ nha, hôm sau cô lại kiểm tra từ vựng đó. Rồi, từ thứ ba, nghe tiếp nha. Cook. Cô mời bạn đầu tiên, Quỳnh. Cook. Rồi, mời Bảo. Cook.
Mời Thịnh. Cook. Mời Sơn. Cook. Và bạn cuối cùng Hạo Nhiên. Cook. Cook. Ok, cook. Có âm K ở cuối cùng, các bạn đọc đúng rồi ha. Play the piano. Play the piano. Play the piano. Piano, chứ không phải là piano. Không phải là piano mà mình đọc là piano. Nhấn âm 2. Nhấn âm 2 là âm A này nè. Piano. Ok. Ơi, play the piano. Ơi, cô, cái đọc, con đọc cái này quen rồi cô. Piano. Ờ, piano là kiểu nói của tiếng Việt, tiếng Anh lúc nào piano, cũng sẽ nhấn piano. Nhấn vào nhá. Ừ đúng rồi, piano cũng đúng. Piano, nhớ nhé, tại vì cái âm A này mình thêm dấu sắc vô cho nó là thành piano. Piano. Âm O này mình không có đọc là no nha các bạn, mình đọc là no, no. Piano, piano. Chứ không phải là piano, piano. Ok. Rồi, bạn đầu tiên cô mời Bảo. Repeat the word. Play the piano. Yes. Thịnh. Play the piano. Yes. Quân. Play the piano. Con không cần đọc là piano như vậy, con đọc là piano nhẹ thôi, piano. Piano. Okay. Mời Nhiên. Piano. Đọc nguyên cả từ chứ con. Play the piano. Yeah. Và bạn Sơn nào. Play the piano. Yes. Rồi ở đây cô phân tích thêm. Mình có cái cụm từ là play chơi nhạc cụ á, thì mình sẽ dùng là play the rồi tới tên nhạc cụ đó. Thí dụ như là guitar thì mình sẽ ghi là play the guitar. Rồi chơi piano thì mình chỉ giữ nguyên cái chữ play the gì đó, rồi mình thêm chữ piano vào, play the piano. Đây, play the guitar, play the piano. Nó giống nhau ở hai chữ đầu là chữ play và chữ the. Play the, play the. Dùng để việc chơi nhạc cụ. Rồi, từ thứ 5. Visit family. Visit family. Visit family. Visit family. Cái từ family này mình thấy người ta đọc nói giữa từ âm mili này nè, người ta đọc là family, family, family. Mặc dù nó là chữ y nhưng mà khi mình phát âm nó là chữ ơ, family, family. Rồi cô mời bạn đầu tiên Sơn, repeat lại nào. Family. Đọc lại cho cô nguyên cả câu nè. Visa family. Visa hả con? Âm I với âm T đọc sao? Visit family. Yeah, that's right. Visit family. Ok, thank you. Cô mời Quỳnh. Dạ, cô là visit family. Yes. Mời Hảo Nhiên. Visit family. Yeah, visit family. Cái âm visit này nè, mình phải phát âm đuôi là âm T. Visit family. Visit family. Mình có thể phát âm âm đuôi nhưng mà nhẹ thôi ha. Rồi cô mời bạn Bảo. Visit family. Yeah, that's right. Nhấn âm đầu ha, family. Chứ mình không có đọc là family. Family là sai ha. Mình đọc là visit family. Visit family. Âm đầu, nhấn âm đầu. Rồi có mời bạn Thịnh. Visit family. Yeah, visit family. Quá dễ ha, năm từ vựng này quá dễ. Rồi cô lại cho các bạn 2 phút để ghi nhớ năm từ vựng mới này và sau đó mình sẽ chơi trò chơi xem ai là người ghi điểm ha. Ok, let's start it. Rồi các bạn bắt đầu nha. 8 giờ đúng, 8 giờ 2 phút cô sẽ kiểm tra.
coi cô. 8 giờ 2 phút rồi chị cô. Ok, chúng ta bắt đầu ha. Rồi, đầu tiên, thăm gia đình là gì? Mời Quỳnh, thấy Quỳnh giơ tay trước nè. Visit family. Dạ, yeah, visit family, visit, chứ không phải visit ha, visit. Visit family. Rồi, Quỳnh một điểm cộng nữa hả ta? Rồi, Hạo Nhiên ơi, do con không bật camera được, cô không thể thấy con có giơ tay hay không, thì con... thì con sẽ click vào biểu tượng bàn tay rồi. Ừ đó, giơ tay như thế nha. Rồi bây giờ Hạo Nhiên bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống, khi nào mà cô đọc hiệu lệnh xong rồi thì con mới được quyền giơ tay. Các bạn khác cũng tương tự. Quỳnh bỏ tay, gì ta? Thịnh bỏ tay xuống con. Chưa mà. Không, bỏ tay xuống luôn. Rồi, từ thứ hai. Chơi guitar. Chà, thấy Thịnh đầu tiên. Play the guitar. Rồi, play the guitar. Đọc lại nào. Play the guitar. Dạ, yeah, guitar, guitar, âm ơ. Guitar. Ok. Rồi, từ thứ tư. Từ gì nữa nha? À, nấu ăn. Nấu ăn, Hạo Nhiên sao không giơ tay nè? Rồi, không giơ tay thì cô mời Sơn, cô thấy Sơn nè. Cook. Cook. Yes, that's right. Rồi, từ thứ tư. Chưa mà, chưa đọc từ đó là gì mà. Từ gì nhỉ? Từ gì khó khó nhỉ? Chơi piano. Cô lỡ nói rồi, rồi mời Hạo Nhiên nè. Play the piano. Yes, play the piano. Còn từ gì nữa nhỉ? Còn từ gì nữa ta? Yes, I see it. Rồi còn một từ cuối cùng thôi. Thịnh bỏ tay xuống nào. Chưa mà. Chưa mà. Mua sắm. Bạn nào bây giờ? Thôi lại nè. Lại nè. Cô đếm 1, 2, 3 giơ tay lại nè. Hạo Nhiên bỏ tay xuống coi. Ok. 1, 2, 3. Giờ đồng loạt thế này làm sao cô chen lựa. Rồi bây giờ mình sẽ ưu tiên cho bạn nào mà ít điểm nhất ha. Ở đây có bạn Hạo Nhiên là ít điểm nhất nè. Hạo Nhiên, mua sắm là gì nhờ con? Shop là shop. 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 À. Shop. Shop có nghĩa là mua sắm, còn có nghĩa là gì nữa? Dạ. Là đi mua sắm. Là à. Shopping, shopping. Not. Cô đang hỏi nghĩa tiếng Việt. Shop có nghĩa là mua sắm và một nghĩa nữa vừa nãy cô Giang có nhắc tới. Bốn bạn còn lại bạn nào là biết không? Mua sắm là đi mua sắm. Rồi cô mời Sơn. Còn có là nghĩa là cửa hàng. Yeah, là that's right. Sắm. Là cửa hàng. Là cửa hàng, shop có nghĩa hai, có hai nghĩa. Cái thứ nhất chỉ động từ là đi mua sắm. Cái thứ hai chỉ danh từ là cửa hàng. Rồi bây giờ cô sẽ tổng hợp lại điểm ngày hôm nay nè. Có Quỳnh. Quỳnh 6 điểm, Sơn 5 điểm, Thịnh 5 điểm, Hạo Nhiên 3 và Bảo 4. Bây giờ mình cứ học tiếp, xong rồi lát nữa có một trò chơi gì đó thì cô Trang sẽ cho các bạn ghi điểm nữa ha. Cái này gọi là ghi điểm cộng, lấy điểm cộng. Rồi hiện tại thì Quỳnh vẫn đang đứng đầu. Chỉ cần ở đây thì có bạn Sơn với bạn Thịnh. Chỉ cần thêm hai cục điểm nữa thì mình sẽ được win buổi học ngày hôm nay. Tiếp tục ha. Rồi, năm từ vựng: play the guitar, shop, cook, play the piano, visit family. Yes, rồi. Cô lại có thêm một yêu cầu như thế này. Bạn nào có thể đọc hết cho cô năm từ vựng bằng tiếng Anh? Lại nè, cô đếm 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3. Rồi, thấy Thịnh đầu tiên nè. Bạn Hạo Nhiên với bạn Bảo đang làm gì ta? Không giơ tay nữa ta. Rồi, mời Thịnh. Dạ, cô play the guitar. Ok, ok. Wait a minute. Ok. Yeah, I will show you the screen. Ok. Let's read. Play the guitar. Từ này đọc sao? Từ này đọc sao? Play the
play the guitar. Có đọc là guitar không? Rồi, Thịnh sai từ này. Mời một bạn khác đọc. Đâu, cô nói Thịnh sai từ đó rồi. Từ đó không phải là guitar. Rồi, mời bạn Sơn. Sơn sửa lại nè. Play the gì? Play the guitar. Yeah, âm y ha. Play the guitar. Play the guitar. Sơn 1 điểm. Sơn 6 điểm rồi đó. Bằng điểm với bạn Quỳnh. Rồi. Mời bạn thứ hai. Rồi, ok. Mời Quỳnh. Từ này đọc sao con? Yeah. Play the piano. Yes, play the piano. Đúng rồi, một điểm cộng nữa cho Quỳnh. Và mời và bạn nào nữa không? Bạn nào muốn giơ tay nữa nè. Rồi mời Gia Bảo. Từ này. Visit family. Dạ, yeah, visit family. Bảo 5 điểm. Còn một từ cuối cùng. À, hai từ cuối cùng đi. Rồi mời Hạo Nhiên, cho Hạo Nhiên ghi điểm nè. Shop. Yeah, shop and cook. Cook. Shop có nghĩa là gì con? Nhắc lại nào. Là nghĩa là mua sắm cô. Và gì nữa? Và đi siêu thị. No, vừa nãy bạn Sơn nhắc rồi, từ shop có cửa hàng. Cửa hàng. Yes, cửa hàng ha. Shop có hai nghĩa, đi mua sắm và cửa hàng. Còn cook có nghĩa là gì? Hạo Nhiên. Có nghĩa là nấu ăn cô. Yes, cô có nghĩa là nấu ăn. Rồi, Hạo Nhiên được thêm 2 điểm vì trả lời 2 từ nè. Hạo Nhiên đang 5 điểm, Quỳnh 7 điểm. Ui, Quỳnh vẫn đứng nhất hả? Sơn 6 điểm, Thịnh 5, Bảo 5. Why her blue me? What? What do you see? Why he just in the with the in the one in this month? Because she's raised her hand. Yeah, she raised her hand right now. She raised her hand anytime I call. Wait. Well, you want? Why is his her sister here? Why? I don't understand what you say. I can't see her sister. Okay. Okay. You see your you see her sister? But not problem. Okay, it's all right. And we start. Okay? Chúng ta tiếp tục bài học ha. Rồi tiếp tục nào. Look qua ha, qua bài số 2, look at the text. Where are the children from? Nhìn vào cái đoạn text, text là đoạn văn đó. Where are the children from? Những đứa trẻ đến từ đâu? From có nghĩa là đến. Where là đâu? Những đứa trẻ đến từ đâu? Rồi, đoạn văn này có vẻ khá là thú vị đây. Rồi, bạn nào muốn xung phong đọc cho cô đoạn văn này sẽ có một điểm cộng nè. Cô đếm từ 1 tới 3 nhé. Ủa Thịnh ơi, sao con không giơ tay? Thịnh ơi, sao con không bật camera lên? Sao tắt camera vậy? Rồi, bỏ tay xuống hết. Rồi, cô đếm từ 1 tới 3, bạn nào giơ tay thì bạn đó sẽ được 1 điểm cộng nếu như mà đọc đúng hết đoạn văn này nha. 1, 2, 3. Rồi, cô mời Hạo Nhiên. Yes. Yes. Rồi, cô mời con đọc đoạn văn này đầu tiên nè. Hi. My name's Hoàng. I'm 9. I'm from Vietnam. This is my toy sister. I like playing the guitar. I don't like playing chess, and I really hate shopping. It's boring. What do you like doing? You will be at one is amazing. Okay, rồi không cần đọc cái địa chỉ email này, chỉ cần đọc tới đây thôi. Rồi, con có thể dịch hết đoạn văn này cho cô không? Được cô. Nào. Xin chào. Tên tôi là Hoàng. Tôi 9 tuổi. Tôi sống ở Việt Nam.
Đây là cái đàn guitar. Khoan nào, khoan nào. I'm from có nghĩa là tôi sống hả? Tôi sống ở. Tôi sống. No. Ở. From không phải là sống. Sống là live. Thế tôi, from là gì? Tôi ở Việt Nam. No, vừa nãy cô giải thích rồi. Vừa nãy cô giải thích cái từ where are the children from. Từ from ở trên này nãy cô giải thích là gì? Rồi, who can? Mình. Who can? Từ from có nghĩa là gì nè mấy bạn? Tôi đến từ Việt Nam. Dạ, yeah, that's right. From có nghĩa là đến từ. Nhớ chưa Hạo Nhiên? Hạo Nhiên ơi. From is mean đến yes. từ. Yes. 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 Còn sống ở Việt Nam. We say I'm living in Vietnam. Sống ở Việt Nam là live in Vietnam. Còn đến từ Việt Nam là from Vietnam. Rồi, đọc tiếp nào con. This is my toy guitar. Có nghĩa là gì? Dịch tiếp đi con. Đây là cây đàn người chơi của tôi. Yes, wait a minute. I have one, the guitar toy. Tôi có một. Tôi có một đồ ta. Tôi có một cây đàn đồ chơi. Cây đàn đồ chơi. Cô Trang vừa mới khoe là cô Trang cũng có một cây đó. Nhưng mà cái này á, thực chất người ta không gọi là toy guitar. Người ta gọi là ukulele. Người ta gọi là ukulele. Nó là đàn ukulele đó các bạn. What? Chứ nó không phải là what? What? It's spelled ukulele. Yeah, ukulele. L-E-L-E. Yes. Nó rất là dài, nó rất là dài, nó khó là đọc để đánh vần á, tại vì nó lặp từ á. Rồi, con đang dịch tới đâu nhỉ? Con không gì, tôi không thích chơi cờ. Nào dịch tiếp đi Hạo Nhiên. Hạo Nhiên ơi. Where are you? What are you doing? Hạo Nhiên. I can't hear you anymore. Why you turn off your micro? Come on, turn on it right now. Hạo Nhiên, nếu mà con không dịch hết thì con không dịch tiếp thì mất lượt nha. Cô mời một bạn khác dịch nghe từ. Ok, ok, cô nghe thấy con rồi. Rồi, nãy con đang dịch tới tôi ghét chơi cờ nè, tôi không thích chơi cờ nè. Sao nữa? Tôi không thích chơi cờ và tôi thực sự ghét đi mua sắm. Nó rất buồn, nó rất buồn chán. Rồi con ơi, từ ghét này mình đọc sao nhỉ? Hate. No hate, không phải hate. Bạn nào có thể sửa giúp cô từ đó? Là không thích cô, hate là không thích. Hate có nghĩa là không thích là ghét, nhưng mà mình không đọc là hate. Từ hate con đã đọc sai rồi, bạn nào có thể sửa sai không nè? Who can? Rồi mời Thịnh. Hell. No, hell is wrong. Cũng không phải là đọc là hell luôn. Rồi mời Quỳnh. Has. Con đọc là sao? Has hả? Con đọc là has hả? Từ này đâu có has. Chờ đâu. Yeah. Has. Cũng không phải là has luôn. Con đang đọc là âm e là sai rồi. Okay. Sơn đúng không? Sơn đọc là gì nhỉ? Has. Đâu phải là đọc là âm e đâu. Sao bạn nào cũng đọc là âm e nhỉ? Đây là âm A, mình đọc là hey. Yeah, that's right. Rồi, cho Sơn một điểm cộng nè. Từ này đọc là hate. Hate, chứ không phải là hate. Cô nghe nãy giờ lớp mình bạn nào cũng đọc là hate hết. Nhưng mà mình đọc là hate, âm A nha. I really hate shopping. Rồi, cô mời Hạo Nhiên dịch tiếp nè. It's boring, rồi gì nữa con? Đó, rất buồn chán. What do you like doing là gì? Bạn có thích cái gì không? Bạn thích làm gì? Doing là làm đó con. Bạn thích làm gì không? Bạn thích làm gì? Rồi, email at có nghĩa là gửi qua email cho tôi để phản hồi á, có nghĩa là như vậy. Rồi, đoạn văn thứ hai, bạn nào muốn xung phong nè, xung phong thì mình sẽ được điểm cộng. Ok, I see the hands. Ủa Thịnh ơi, con có đang giơ tay không? Không đúng không? Dạ, rồi vậy mời. Rồi vậy mời Sơn nè. Đọc bằng tiếng Anh trước. Hello. Sau đó việc sau. Hello. I'm Isua. Anson. Anson.
am a n đường am a n am from Korea. 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 Nhấn âm hai Korea. À, Korea. Âm ờ đó nha. Cái chữ A là ờ. Ờ, rồi tiếp tục. I like cooking and visiting. Visiting. My family. Visiting my family. Visiting. Ba âm visiting. Visiting. Chưa đúng. Visiting. Visiting. Ok, tiếp tục nào. Am family. Từ này là gì con? My family. Yes, my family. I love taking photo. Photo có gì đây con? Photos. Ok. To this is a photo of me. Photo of me. Photo of me and my friend. My email address. Address. Address có nghĩa là địa chỉ email, là cái email á, địa chỉ email, email address is. Rồi, không cần đọc cái email này. Rồi con đọc cho cô cái từ này, cái câu này là gì nhỉ? Please. 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 Write. Write to me. Yeah, please có nghĩa là gì? Đi điểm nơi chỗ. No. Bạn nào biết please là gì? Rồi. Mời bạn Như Quỳnh. Làm dùm. No, dạ, không phải làm vui lòng. Đúng rồi. Please có nghĩa là vui lòng hoặc là làm ơn chứ không phải làm dùm nhé. Nãy bạn Thịnh nó xém đúng rồi, nhưng mà nó có nghĩa là làm ơn, not làm dùm nha. Please write to me. Write có nghĩa là gì? Who can? Biết. Dạ, yeah, đúng rồi ha Sơn. Write có nghĩa là viết. Thế please write to me có nghĩa là gì? Nguyên cả câu đó có nghĩa là gì? Sơn biết không? Please write to me. Vui lòng viết cho tôi. À, đúng rồi. Vui lòng viết cho tôi. Rồi, à, Sơn dịch lại nguyên cả bài này cho cô này, dịch bằng tiếng Việt. Dạ, tôi tên Inson. Inson. Tôi 8 tuổi. Và tôi đến từ Hàn Quốc. Hàn Quốc. Tôi thích nấu ăn và gia đình. Visiting này có nghĩa là gì nhỉ? Visit. Visit là gì con? Vừa nãy mình có visit family. Đây mình có visit family. Thế visit có nghĩa là gì hả Sơn? Thăm. À đúng rồi, thăm. Thăm. Thăm gia đình. My là gì? Thăm gia đình của tôi. Visiting my family, thăm gia đình của tôi. Và gì nữa? Tôi yêu chụp ảnh. Và to có nghĩa là cũng. Tôi cũng yêu chụp ảnh. Tôi cũng yêu chụp ảnh. Tôi. This is là gì nhỉ? Một. This is là gì? Cô mời bạn nào giơ tay được nè. This is là gì? Hạo Nhiên ơi đâu rồi? Không thấy Hạo Nhiên trong lớp gì cả.
Rồi Hạo Nhiên, this y là gì con? This y là tôi có. Là... sai rồi Thịnh ơi, this y không phải là tôi có. Đây là. This is là đây là. Chính xác, this is là đây là. Rồi, cô mời bạn Sơn dịch tiếp nào. Đây là gì nữa con? Đây là hình ảnh của tôi và bạn tôi. Mai là gì? Dịch tiếp đi con. Bạn của tôi. Cái gì đây? Email address. Email. Nãy cô nói address là gì? Bạn nào nhớ không? Không, address không phải là gửi. Address không phải là gửi. Bạn nào nhớ? Thịnh, tại sao các tắt phản ra hồi. No, address cũng không phải là phản hồi. Địa chỉ. À, đúng rồi. Bạn nào vừa mới nói địa chỉ vậy? Chính bạn Sơn. À, Sơn hả? Rồi. Address có nghĩa là địa chỉ. Email address là địa chỉ email. Được chưa Sơn? Địa chỉ rồi. Email. Rồi. Thế please write to me có nghĩa là gì? Viết. Viết cho tôi. Please là vui gì lòng. Vậy con? Vui lòng. Vui lòng viết cho tôi. À, vui lòng viết cho tôi. Rồi. À, rồi. Ở đây có cái cụm từ là I like cooking and visiting và cụm từ I love taking photos. Cô mời một bạn giải thích cho cô tại sao chữ cook lại phải thêm in, chữ visit lại phải thêm in, kể cả taking photo cũng vậy. Tại sao từ đây không phải là take photo mà lại là taking? Tại vì bạn... chữ like có là tại chữ like tại vì chữ like có chữ l. Chữ, tại vì không có chữ rồi rồi nè, bây giờ giơ tay xong rồi cô mời một bạn nào đó nói ha, mình không nói leo nè. Rồi cô đếm lại nhá, 1, 2, 3 who can. Rồi mời Bảo, tại sao lại phải thêm in? Cô là có từ like. À vậy ở đây nè, cái câu này nè, đâu rồi đây cái câu này, I love taking photo, tại sao chữ chụp ảnh lại phải thêm in con? Bởi vì có từ love. À, từ like với từ love nó mặc dù nó khác nhau về nghĩa nhưng mà về cấu trúc câu thì sau like và sau love thì mình phải thêm in vào động từ. Thí dụ như đây nè, I like cooking and visiting and vì á cái từ nào mà đi có and á, tức là nó cùng loại từ. Cô không biết cô giải thích vậy các bạn có hiểu không? Nhưng mà cái này hình như là lên lớp 6 các bạn mới học rõ hơn về cái chữ and này. Nhưng các bạn cứ nhớ cho cô, trước and động từ thêm in thì sau and động từ cũng thêm in. Cứ nhớ câu thần chú như vậy nhé. Trước and thêm in, sau and cũng thêm in. Còn nếu như mà trước and không có thêm in, thí dụ như chữ and là chữ này nè. Thí dụ như trước chữ and không phải là từ cooking mà là từ con mèo, là cat. I like cat and gì nhờ, tôi thích mèo và chó, thì mình chỉ cần nói là I like cat and dog. Mình không có thêm in vô cat, cũng không có thêm in vô dog. Mình chỉ thêm in vào động từ thôi. Thí dụ như động từ ở đây là từ nấu nè, nấu ăn là động từ. Rồi thăm là động từ. Rồi đi. À đúng rồi, đi cũng là động từ. Rồi chụp ảnh là động từ. Đó, rất là nhiều động từ. Thì mình cứ nhớ cho cô sau like và sau love, hai từ chỉ trạng thái yêu thích á, like là thích nè, love là yêu. Sau hai từ đó động từ phải thêm gì vào? Thêm gì nhỉ? Thêm gì? In. À, that's right, thêm in nhá. Nhớ nhá, sau like và sau love phải thêm in ở động từ. Rồi, còn một đoạn cuối cùng. Cô đếm từ 1 tới 3, bạn nào giơ tay cô mời bạn đó đọc nè. 1 2 3 Sơn nữa hả? Còn bạn nào khác ngoài Sơn không? Sơn bữa nay là nhiều điểm cộng lắm rồi nè. Sơn tới 7 điểm rồi. Rồi mời Hạo Nhiên. Ủa? Hạo Nhiên dịch bài đầu tiên rồi. Không mời được Hạo Nhiên nữa. Thế còn Như Quỳnh và Gia Bảo thì sao? Thịnh thì sao? Sao Thịnh lại lắc đầu? Không tự tin hả?
dạ. Đến... cô chỉ biết dịch bài số 2 hơn cô. Con xui hết cô. Dạ hả? Nhưng mà bây giờ bài số 2 mình dịch xong rồi mà mình đang qua bài số 3 mà. Rồi, nếu mà không giơ tay thì cô mời ha. Cô mời Gia Bảo đi. Ôi, thôi, wait a minute. Không mời Gia Bảo nữa. Không mời Gia Bảo nữa. I don't invite Gia Bảo, but I invite Thịnh. Okay, Kaito Kid. Please turn on your micro. Yeah. Rồi, con đọc tiếng Anh nào. Hey, my name Mon and I am Ten. Con ơi, sau name này có gì đây? Names Mom and I am Ten. Từ này mình có đọc là I am không? Không. Mình đọc là gì? Em. Yeah, that's right. Em Ten. I'm from Thailand. I don't like playing the piano, but I like playing soccer. It's great. It's great. Do you like playing soccer? Email me at. Ok, rồi cái này bỏ qua. Sao con? Giờ con giờ bạn cần tập tiếng Anh, giờ con dịch tiếng Việt. Ok, it's your turn, mời con nào. Dịch tiếng Việt nha. Dạ. Chào, tôi tên là Mon. Và tôi 10 tuổi. Tôi ở Thailand. Thái Lan, nhưng mà từ from này có nghĩa là gì hả Quỳnh? Tôi từ đến từ. Cô đang hỏi bạn Quỳnh mà. Sao lại ai nhắc bà vậy? Ai nhắc tuồng vậy? Sơn nhắc hả? Không được nhắc tuồng ha. Cô mời lượt bạn nào thì bạn đó trả lời nè. Rồi Quỳnh dịch lại. I'm from Thái Lan là gì con? Tôi đến từ Thái Lan. Thế bây giờ cô muốn nói cô đến từ Việt Nam, cô nói sao? Nói là tiếng Anh đúng không cô? Cô nói cô đến mà từ Việt Nam thì con nói sao? I'm from Vietnam. Yes, I'm from có nghĩa là tôi đến từ. Rồi tiếp tục nào, I don't like gì? Tôi thích. Don't like là thích hay không thích? Tôi không thích. Tôi không thích. Tôi không thích chơi đàn piano. Bird là gì? Bạn nào nhắc cho Quỳnh nhớ này, bird là gì? Mời Kato Kid. Có thể. Mời con cũng chấm hỏi luôn cô. Vậy, từ bird không biết hả? Đúng rồi, bird là nhưng. Bạn Sơn đúng rồi, but là nhưng. Dịch tiếp nào con, Quỳnh dịch tiếp. Dạ, nhưng tôi thích chơi đá bóng. Great. Từ great nó đồng nghĩa với từ good. Đá đĩa chỉ. No. À, tốt. Tại sao cô nhắc từ này từ buổi học đầu tiên luôn á Quỳnh? Hồi trước buổi học đầu tiên là Quỳnh còn nhớ cô cần hỏi là từ đồng nghĩa với từ good là gì. Quỳnh trả lời đầu tiên mà bữa nay quên rồi hả? Great là gì nào? Nhắc lại. Great là tốt. Thế it's great có nghĩa là gì? Dạ tôi. It's là gì con? Ai mới là tôi? It. Bạn nào có thể trả lời? It là gì? Mời Thịnh. It là nó. It là nó. Quỳnh ơi, dịch lại nè. Dạ nó thích. Great là thích hả con? It's great. It's great là gì? Nó tốt. Nó tốt, nhưng ở đây mình không dịch là tốt, mình dịch tự nhiên, mình dịch nó tốt thì nghe kỳ quá.
great, mình chỉ dịch là tốt khi hỏi về sức khỏe thôi. Thí dụ như cô hỏi là how are you today, Quỳnh? Thì Quỳnh sẽ trả lời là I'm great. Thay vì mình nói là I'm fine thì mình nói là I'm great, tôi rất là tốt. Còn ở đây thì mình đang miêu tả cái việc chơi đá bóng, nó cho nên là từ great ở đây mình không dịch là tốt, mình dịch nghĩa đồng nghĩa là tuyệt. It's great, nó rất tuyệt, nó tuyệt. Nó tuyệt. Ok, rồi dịch tiếp nào. Tôi. Do you like? Mẫu câu này đã học rất nhiều ở tuần trước. Chính xác là tuần trước, thứ năm tuần trước mình đã học mẫu câu do you like. Có nghĩa là gì? Chúng tôi. No, you là chúng tôi hả con? Dạ, you là bạn. You là bạn. Từ do đứng ở đầu câu có nghĩa đó là câu trả lời hay câu hỏi? Tôi và bạn. No, Quỳnh ơi, trả lời của Trang nè. Khi con thấy từ do hoặc là từ does đứng ở đầu câu thì nó là câu trả lời hay câu hỏi? Dạ, câu hỏi. Câu hỏi về con phải dịch sao? Bạn. Bạn. Like có nghĩa là gì? Thích. Bạn thích chơi. Bạn có thích. Bạn có thích chơi đá bóng không? À, bởi vì nó là câu hỏi cho nên mình phải dịch là bạn có thích chơi đá bóng không? Rồi, email me at liên lạc với tôi, email với tôi tại địa chỉ này. Rồi, tiếp tục. Cô sẽ đọc mẫu lại nguyên cả một cái đoạn văn này ha. Nguyên cả ba đoạn văn luôn. Hi, my name's Huang. I'm 9. I'm from Vietnam. This is my toy guitar. I like playing the guitar. I don't like playing chess and I really hate shopping. It's boring. What do you like doing? Email me at Huang gì đó. Right. Hello. I'm Insa. I'm 8. I'm from Korea. I like cooking and visiting my family. I love taking photos too. Ủa Quỳnh ơi, con đi đâu vậy? Sao mà tới lượt cô Trang đọc cái Quỳnh đi mất tiêu vậy con? Dạ con đi uống nước. Rồi tiếp tục nè. I love taking photos too. This is a photo of me and my friend. My email address is please write to me. Hi, my name's Mun. And I'm 10. I'm from Thailand. I don't like playing the piano, but I like playing soccer. It's great. Do you like playing soccer? Email me at gì đó. Rồi ok. Nghe thử xem là máy đọc người ta đọc sao ha. Visit family. Play the guitar. I'm 8 and I'm from Korea. I'm 8, like playing chess. And listening 24. Listen and read. Hi, my name's Huang. I'm 9. I'm from Vietnam. This is my toy guitar. I like playing the guitar. I don't like playing chess, and I really hate shopping. It's boring. What do you like doing? Email me at hoang@. Rồi, các bạn nào biết boring có nghĩa là gì không? Who know? Who know what does this mean boring? Rồi mời Hạo Nhiên. Dạ cô, là nhàm chán cô. Oh, that's right. Boring là nhàm chán, nhớ nha các bạn, cả lớp cùng phải nhớ nha. Rồi, qua đoạn thứ hai. Email me.com. Hello, I'm Eun-sol. I'm 8, and I'm from Korea. I like cooking and visiting my family. I love taking photos, too. This is a photo of me and my friend. My email address is eunsol@mailline.com. Please write to me. Đoạn thứ ba. Hi, my name's Mun, and I'm 10. I'm from Thailand. I don't like playing the piano,
But I like playing soccer. It's great. Do you like playing soccer? Email me at mon10@quickmail.com. Listening 25. Ok, chúng ta vừa mới nghe người ta đọc mẫu hết ba cái đoạn văn này. Rồi chúng ta bây giờ mình mới nhìn lại ở trên này nè. Mình thấy ở trên đây có những cái ô như thế này. Friends là bạn bè thì ai cũng biết rồi ha. Family là gia đình, ở trên mình đã học. Pet là gì nhờ? Bạn nào biết giơ tay nè. Pet, rồi mời Hạo Nhiên, pet là dạ, gì con? Dạ cô là pet, là những thú cưng cô. À, đúng rồi, pet là thú cưng. Thế còn chủ đề chính, pen-pals. Pen-pals có nghĩa là gì? Mời Thịnh, cái tôi kiếp. Dạ, con không biết nữa cô. Rồi, thế thì ở đây mình thấy này, ba đoạn văn này đều là những cái đoạn văn mà nói chuyện ở trên email. Nói chuyện ở trên email. Email là một cái dạng mà để gửi tin nhắn thôi. À, vậy thì pen có nghĩa là cây viết, đúng không? Pen là cây viết. Pause là gì mình không biết, nhưng mà pen pause ghép lại có nghĩa là bạn tâm thư. Cả lớp nhắc lại cho cô, pen pause có nghĩa là gì nhờ? Quỳnh ơi, có nghe cô Trang nói không? Pen pause có nghĩa là gì Quỳnh? Ủa sao Quỳnh tắt mic, tắt loa hả ta? Pen pause là gì con? Pen. Vừa nãy cô vừa mới nhắc xong. Rồi, bạn Sơn. Sơn ơi, pen pause là gì con? Yes. Dạ, Sơn đi đâu vậy? Sơn ơi, pen pause có nghĩa là gì con nhớ không? Vừa nãy cô Trang vừa mới nhắc xong. Đây nè, từ này nè. Thú cưng. No, pet mới là thú cưng. Pen pause là gì mời Thịnh? Pen pal là pen pal. No, pen pal tiếng Việt là gì? À, con biết cô. Ơ, nãy giờ cô Trang nói mà mày nào nghe hả Gia Bảo? Gia Bảo pen pal là gì con? Gia Bảo. Sao Gia Bảo không bật? À, dạ, không, con không biết thì con cứ bật mic lên con trả lời là con không biết, chứ con đừng để cô gọi tới lần thứ ba nữa. Con nè, con biết người cô. Rồi, pen pal là gì mời Hạo Nhiên? Dạ cô là bạn bè cô. No, pen pal không phải là bạn bè. Nếu mà bạn bè thì là friends, còn pen pal là bạn tâm thư. Nhớ đấy nha, đây là một new vocabulary, đây là một từ vựng mới. Cả lớp ơi. Okay, everybody, do you hear me? Do you hear me? Pen pal, what does this mean? Sơn ơi. Lần thứ hai. Yes. Pen pal là gì? Cô đã nhắc tới lần thứ hai rồi đó. Pen pal là bạn gửi thư. À, bạn tâm thư, bạn viết thư. Rồi, Kato Kid. À, pen pal là tặng bạn tâm thư. À, Gia Bảo. Nếu cô là bạn tâm thư. Như Quỳnh, pen pal là gì? Nếu cô pen pal là Quỳnh lại không nghe à? Pen pal là gì Quỳnh ơi? Cái gì tâm thư? Cái gì tâm thư? Bạn tâm thư. À, bạn tâm thư. Hạo Nhiên, con nhớ chưa? Pen pal là bạn bè phải không Hạo Nhiên? Không cô. Bạn thế pen pal là gì? À hả, pen pal là bạn tâm thư. Rồi, đó là một từ mới đó. Boring là gì nhỉ? Bạn nào biết giơ tay. Boring. Rồi, Sơn. Boring là gì con? Buồn chán. Boring là nhàm chán, buồn chán. Rồi, cả lớp nè. Cứ đầu giờ là cô Trang sẽ mở một bài quiz, một bài test đầu giờ. Vì thế cho nên là khi cô Trang giảng ở tiết nào á, cô Trang giảng từ vựng mới gì á, các bạn vui lòng nghe thật kỹ. Tiết sau cô Trang cứ kiểm tra bài cũ bằng cách là tạo quiz như vậy đó. Cho nên là mình chú ý ha. Cô thấy là các bạn cũng mệt mỏi lắm rồi. Rồi,
tới phần thú vị nhất. Time to play games. Who gonna... Yeah, bạn nào muốn chơi nè? Who gonna play the games? Kato Kid hả? Không muốn chơi game hả? Sao, hôm nay bạn nào muốn là người điều khiển trò chơi nhỉ? Không, bạn nào muốn hết hả? Hào Nhiên muốn hả? Dạ, rồi, cô. Rồi, cô đọc điểm hôm nay nè. Cô đọc điểm hôm nay nè. Bạn Quỳnh 7 điểm, Sơn 7 điểm, Hạo Nhiên 6 điểm, Bảo và Thịnh mỗi bạn 5 điểm. Thế thì hôm nay ai đứng nhất lớp nhỉ? Ai đứng nhất lớp? Cả Quỳnh và Sơn đều là bánh đậu xì đi con. Sao con? Con cho bánh đậu xì ơi. Bánh đậu xì hả? Vì dạ, tiết trước á tay tha nó. Không, vì tiết trước á bạn Quỳnh á, bạn đã thắng rồi. Hôm thứ ba là Quỳnh đã win rồi. Thì hôm nay thôi thì Quỳnh nhường lại Sơn ha, vì hai bạn đều là đồng hạng nhất hết, hai bạn đều 7 điểm hết. Thì cô có chưa một lần nào chọn game cô. Nhưng mà Hạo Nhiên do con phát biểu có 6 lần à. Cô nói là cô sẽ mời các bạn chọn game dựa vào số điểm mà buổi học hôm đó các bạn giơ tay mà. Đúng không? Hạo Nhiên hôm nay mới có 6 điểm thôi, nhưng mà Quỳnh và Sơn thì đã 7 điểm, Bảo và Thịnh thì hôm nay chỉ được 5 điểm thôi. Bạn nào nhiều điểm nhất thì bạn đó được chọn game. Hạo Nhiên buồn hả? Tại con muốn chơi game. Rồi, vậy thì mình muốn chơi game, mình muốn điều khiển trò chơi thì sao? Thì tiết sau, các tiết học sau mình phải cố gắng phát biểu bài. Thì khi đó mình sẽ được điểm cộng thôi. Được chưa? Nếu như mà không phải hôm nay thì thứ ba tuần sau. Được không cả lớp? Như Quỳnh, Kato Kid tại sao mà cứ che camera đi vậy? Như Quỳnh bật camera lên con. Where are you? Như Quỳnh. Ok, Hạo Nhiên cô thấy con trả lời tin nhắn rồi. Như Quỳnh, cô đã nhắc tới lần thứ ba rồi, cô trừ điểm bây giờ. Rồi, Sơn ơi. Yes. Sơn. Congratulations. Chúc mừng con ha, hôm nay con win rồi. Rồi bây giờ cô sẽ mở game lên cho bạn Sơn chọn nè. Congratulations có nghĩa là chúc mừng đó. Rồi Sơn muốn chơi trò thứ mấy? Ngoại trừ trò thứ nhất và thứ ba. À, trò thứ nhất và thứ hai, vì hai trò này dễ quá dễ. Còn lại thì con chơi trò thứ mấy nhỉ? Five. Ok, con biết có một cái web có thể chơi rất là nhiều trò chơi á cô. Uh-huh. Ok, web gì vậy con? Con rót lót luôn hả? Để con mở lên, để con chia sẻ. No, vậy thì để tiết sau được không? Tiết này để chơi đi, còn có ít thời gian để mình chơi à. Rồi, mời Sơn. Sơn chọn trò chơi thứ mấy? 1, 2, 3, 4. Đây cô. Con chọn cái nào hả Sơn? Sơn wow, ơi. Đây cô, con này gửi cho cô nè. Rồi cô thấy rồi. Nhưng mà bây giờ cô đang hỏi Sơn cơ mà. Sơn chọn trò chơi 1 đúng không? Trò chơi thứ nhất đúng không? Yes. Yes, ok. Let's play. Cùng chơi ha. Rồi, Sơn chọn mức dễ vừa hay khó? Vừa. Ok, medium. Gì nhờ? Từ này là gì? Instruments. Có nghe được gì không? Instrument có nghĩa là nhạc cụ. Vậy từ nhạc cụ, bạn nào có biết từ nhạc cụ không? Các bạn nào biết không? Music. Không biết. Music. Không phải music đâu. Instrument cơ mà. Instrument là nhạc cụ. Rồi đợi xíu coi. Nào, cùng cô đánh vần ha. Instrument nè. I and
S T R U M E. Instrument, nhạc cụ. Từ này là gì nhỉ? Còn một cái gì đó là gì nhỉ? Có vẻ mức độ này hơi khó với các bạn đó nha. Gọt là gì nhỉ? Bạn nào biết không? Can you spell? Can you spell? Yes. R. No, it's wrong. Not R. I don't know that. Là gì con? Cô đấm bấm thử và nghe đi là cô sẽ biết. Hả? Peel. Peel. Hey, hey. 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 Peel. I. That's right. L. Gì nữa? E. 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 E hay ai? E. Yes. Trời, giỏi dữ ta. Rồi, bác sĩ, nghe thử ha. Dentist. Nha khoa là gì? Dentist. I just say one. I just say one, okay? D. 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 E. E. N. T. I. Từ cuối cùng là từ gì cho các bạn đoán đó? Yes. Yeah, yes. That's right. Dentist, nha khoa ha. Trời ơi, cái mức độ này khó quá, lớp mình không có chơi được. Rồi, chờ chờ khác nha. Vậy sao con chơi được cô? Vậy sao con chơi cả mức khó là cũng là hoàn thành được cô? Dữ hả? Thôi chơi chờ khác cho các bạn cùng chơi nha. Nha. À, được rồi. Sao mà nó vô trò này nữa rồi? Cô bấm sai ba chữ đi cô, là cho sẽ phát ra liền cô. Author. Author. Nhấn ở đâu con? Nhấn ba chữ để có thể thoát ra cô, để cho cô. Nếu là ba đèn đỏ thì nếu ba đèn đỏ là cô đã thoát ra được á. À, rồi. Cô hiểu rồi, tức là ý của con là nhấn sai. Nhấn cho nó sai đi xong rồi mình sẽ thoát game đúng không? Dạ, chừng nào đến ba đèn đỏ là xong hết cô. À hả? Cô mà cha là Mon cô. À, từ này là The Moon nè. T I E. Moon đọc sao con? Moon. Các bạn nào spell cho cô không? M O N. M O O N. Yep. Rồi muốn chơi trò khác. Sao nó cứ một trò này nè, lớp thấy không? Trời, học hôm nay là đủ rồi, học nhiều quá các bạn mệt. Lớp ơi. Ê, cô mới có 8 giờ mà cô. Hả? Từ 51 mà cô. Mới có 8 giờ 51 cô. À, mới 8 giờ 50 hả? 51. 51. Ủa Thịnh out lớp rồi hả ta? Thịnh out lớp. The stupid guy. Sao lại nói bạn stupid? Don't say that. Rồi. À, Như Quỳnh ơi. Yeah. Như Quỳnh. Why he out the this class? Why? À, tại sao? I just say him is stupid. I don't know. You mustn't say he's stupid. It's not impolite. Yeah, nó không có lịch sự ha. À, Như Quỳnh ơi, cô đang dặn Như Quỳnh nè. Cô muốn Như Quỳnh về nhà học lại cho cô bảng alphabet, bảng chữ cái ABC. Nhớ nha. Con có biết là mình phải học ABC để làm gì không? Để mình biết đánh vần. À, để mình biết đánh vần ha, Quỳnh ha. Dạ. Rồi, Như Quỳnh thì về nhà đọc cho cô bảng chữ cái. Rồi, hôm nay mình học được 5 từ mới. Từ thứ nhất là
thăm gia đình, từ thứ hai là nấu ăn, từ thứ ba là cửa hàng và mua sắm, thứ tư là chơi piano, thứ năm là chơi guitar. Thế từ nhàm chán là gì nhỉ? Như Quỳnh nhớ không? Nhàm chán là từ gì con? Dạ là từ boring. Boring. Hảo Nhiên, cô đang hỏi Như Quỳnh mà. Sơn ơi, ta chỉ nói mẫu vậy thôi cô. Sơn ơi, Sơn. Yes. Từ địa chỉ là gì con nhớ không? Right. Không, từ địa chỉ. Hạo Nhiên nhớ từ địa chỉ là gì không Hạo Nhiên? Email, email. Không, email là cái email, còn địa chỉ là address. Nhớ nha, địa chỉ là address. Gia Bảo ơi. Gia Bảo. Sau like và love, động từ cần thêm gì? Thêm in. That's right. Rồi về nhà học lại cho cô 5 từ vựng ngày hôm nay. Và bạn Như Quỳnh, con học lại cho cô bản chữ cái ABC được không? Bữa sau cô sẽ kêu con đánh vần mọi từ mới luôn đó nha Quỳnh nha. Phải học thuộc bản chữ cái thì mình mới đánh vần được. Rồi, cả lớp ơi, cả lớp ơi, bây giờ mình nghỉ nhá. Yes. You can out the, you can leave the room. And goodbye, see you next week. Goodbye, goodbye, see you again.